Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 USDT tập cần xin này các bạn. Chương trình này góp này còn 5 ngày nữa bạn. Thì hiện tại dự án này nó trong chương trình testnet các bạn, là phiên bản thử nghiệm các bạn. Sau này phiên bản thử nghiệm này nó cũng như tương tự, nhưng mà nó thành công thì nó cũng như là mainnet rồi các bạn. Thì cho các bạn giao dịch bình thường các bạn, và có thể bán đổi cái đồng USDT bình thường các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn lấy phần tin mô tả dưới video mà info các bạn. Dòng đầu tiên full name và email thì tự động nó cập nhật trên Google bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ RC10 trên giấy chocolate mình các bạn. Thì các bạn cứ lấy cái địa chỉ giấy chính của NH mình trên giấy chocolate này các bạn. Nhưng đây chỉ là một mạng testnet thôi bạn. Các bạn dán vô đây, các bạn chấp nhận điều khoản này bạn. Không còn thiếu nhiều. Những dự án mà làm trên mạng testnet mà một khi các bạn nó mà hoàn thành về phiên bản mainnet thì tỷ lệ ăn là khá là đậm nha các bạn, số tiền khá là lớn đó. Rồi sau khi gọi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter này. Rồi bạn follow nè, cũng như dự án nhận tốc cần chi từ sàn chi swap đó bạn. Mỗi hạt ăn từ mấy trăm đô mạng mainnet hay mạng testnet đó các bạn. Rồi bạn continue các bạn. Rồi cứ tiếp tục của bạn John xào kênh trailer nè. Rồi các bạn John xào nè bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Các bạn bấm vào continue. Sau đó các bạn retweet Twitter nè. Ở đây các bạn like nè. Bấm thích nè. Rồi các bạn tweet lên nghe bạn. Sau đó các bạn bắt đáp lời, các bạn bấm vào continue. Sau đó này chấp phơ thì bạn dễ lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nữa bạn. Rồi tiếp tục các bạn watch LSU testnet này các bạn. Này thì nó kêu nơi bạn đây, bạn địa chỉ gì mà bạn đã tham gia vào mạng thử nghiệm thì bạn nhấp vào đây nữa bạn. Thì các bạn cũng tiếp tục gửi địa chỉ với RC20 mình trên giấy chocolate mình nha bạn. Bạn nghe TH đây phiên bản thử nghiệm thôi, nhưng mà sau này hoàn thành nó cũng về là mainnet cho tất cả bạn nha các bạn. Rồi các bạn xem tiếp kênh ID Telegram mình nè, các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn nè. Rồi các bạn nhấn vào bảng anh cùng này, vào setting copy username mình đã cho anh sao các bạn, nó cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Sau đó thì các bạn tham gia vào Discord này các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn chatbot cho một câu đi để nó chép mình không phải là người máy các bạn. Very good. Hoặc là hi hi đi. Rồi các bạn bắt đáp lời người ta các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm tiếp tục nè. Ok, rồi nó kêu các bạn trả lời một số câu hỏi nè, các bạn nhấp vào nè các bạn. Để đảm bảo bạn không phải là bot chưa làm trả lời câu hỏi sau đây chấm chiếc sáng tiềm năng tương lai của xin là gì. Đây thì các bạn cứ chấm chó chứ đại đi các bạn. Mình tiềm năng tương lai của ứng dụng xin là gì thì các bạn qua Google thì mình ghi là tiềm năng của xin trong tương lai sẽ đi vào mainnet này, nó chỉ là các bạn ghi đại đi các bạn. Rồi các bạn cứ đại đi, cái này không cần chính xác lắm các bạn, các bạn cứ điền yes no gì kiểu cũng được chứ các bạn. Rồi các bạn muốn tiếp tục trả lời câu hỏi hoài ta, để đảm bảo không phải chủ động trả lời sao, Vin có phải trải nghiệm không gian để phi như thế nào, nếu không được thì các bạn mở tài Twitter của tất cả các bạn ra nè các bạn copy cái bài Vin của nó trên đây ra đại đi các bạn.
dịch kìa. Rồi các bạn cứ dán đại nữa các bạn. Trả lời câu hỏi nha. Để đảm bảo không phải là bot, chủ động là bạn thích tính năng nào của Sim nhất? Vui là tờ. Đây là sàn giao dịch DeFi. Các bạn ghi mà swap đi, xin những tính năng swap hoặc là staking gì đó, các bạn cứ điền đại đi các bạn. Rồi các bạn việc lấy nên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đã chia sẻ cho các bạn tham gia chương trình này, góp bạn chia tổng giải thưởng là 20.000 đô USDT token xin để đem kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nha.